Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 4, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát tổ chức hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn hoạt động đối với đạo Tin lành cho các chức sắc, chức việc thuộc Ban đại diện Tin lành Việt Nam khu vực miền Bắc, chi hội Tin lành Thanh Hóa, hội Thánh Tin lành Pom Khuông và các điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh tại hội nghị các đại biểu đã được đại diện ban tôn giáo và công an tỉnh thanh hóa phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo như luật tín ngưỡng tôn giáo nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt trước tình hình hoạt động trái pháp luật của những tổ chức như hội thánh của đức chúa trẻ mẹ một số điểm nhóm đang bị tác động bởi tổ chức ân điển cứu rỗi hội nghị cũng thảo luận phân tích làm rõ âm mưu nhận diện hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước cách phòng chống các tà đạo các tổ chức lợi dụng đạo tin lành để hoạt động Việc cập nhật thông tin tình hình tôn giáo, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm giúp các chức sắc trước việc đạo tin lành trên địa bàn tỉnh nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, triển khai các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.